Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây mọi người. Trời ơi, cười cho cổ vô đó, ho thấy chưa? Ủa cãi tôi vui quá, tôi cười thôi được không? Tại vì sắp đến Tết. Ủa Phong ơi, ủa sao anh ông cười mà sao có Phong Cận hiếu đây vậy? Ủa sao có Phong Cận? Sao có Phong Cận full HD ở chỗ này vậy? Có tài heo vậy? Cái gì mà ghê vậy trời? Ủa tôi bị gì vậy mọi người? Tim ơi, sao bạn biết anh tôi rồi, ghê quá à? Ok bạn ơi. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới ra video cho bạn xem. Tính đến ngày hôm nay là hơn 10 ngày rồi mình chưa ra video cho bạn xem. Trời ơi, ông định bán kênh đúng không, để ăn Tết đúng không, sao ông đã clip chờ? Trời ơi, quá trời người đồ luôn. Tại vì á, là vừa rồi là fan meeting, mà fan meeting tôi đâu có thể nào tôi quay video được đâu. Có bạn nào mới vừa đi xem fan meeting về xong vô video này coi video của Phong không? Thì á, lần trước á là fan meeting cho nên là Phong không ra video cho bạn fan xem được. Nhưng mà lần này Phong lại tiếp tục ra video cho bạn fan xem tiếp ở đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Minecraft trốn thoát khỏi Chu Chu Tre. Rồi xong luôn, Kairon bị tiêu diệt rồi, chạy đi mọi người, chạy đi. Trời ơi, đó, đó, mấy bạn thấy chưa? Mới vừa nói cái thôi là Chu Chu Tre xuất hiện luôn rồi kìa. Trời ơi, đáng sợ thật sự luôn á. Ê, nó xuất hiện nữa hả? Trời ơi, chạy qua đây, sao ơi, chạy qua đây. Trời ơi, bạn ơi, đó, bạn thấy không? Đến video ngày hôm nay nè, thì xin giới thiệu với mấy bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với video. Ai trời, nó đuổi tới tôi luôn rồi nè, mấy bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, Chu Chu Tre ơi, biến mất đi cho tôi nói chuyện xíu. Chu Tre ơi, Chu Tre đuổi theo nhiều hoài à, sao nói chuyện được. Trời ơi, trời, nó đâu rồi? Ghê quá. Ui, nó chạy. Trời ơi, nó biến mất rồi. Ok bạn ơi, thì mấy bạn có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Thì vừa rồi đó mấy bạn, Chu Chu Tre đã xuất hiện đằng sau lưng của bọn mình. Cứ mỗi 30 giây đến 1 phút thì Chu Chu Tre sẽ xuất hiện tại vị trí của một người, và sau đó sẽ đuổi theo và đánh người đó đó bạn ơi, rất là đáng sợ luôn. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay nè, mình đã rủ Sammy, Kairon cùng với Simmy, bọn mình đã vào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một video là thử thách 24 giờ tìm được vũ khí để có thể tiêu diệt con Chu Chu Tre này, để tránh cái việc bị Chu Chu Tre tấn công và bị tiêu diệt như Kairon hồi nãy nha bạn nha. Ôi, đi ghê luôn hả? Hơi bị đáng sợ luôn. Ủa, cái con hồi nãy, con nãy xuất hiện là gì á? Nó đánh mình, nó đốt cháy mình, giờ mình túi bụi luôn nè bạn ơi. Trời, nhìn mặt cay đang cũng lùi luôn kìa, trời ghê quá. Hả? Thì á, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đập lúc cái block kiếm vũ khí và tiêu diệt con Chu Chu Tre này. Đó bạn nhìn nè, Kairon mới vừa bị con kia phun lửa cho đen thui mặt mày luôn bạn ơi. Đó, và bây giờ nè, chúng ta sẽ chia nhau ra làm hai đội nha, để coi coi đội nào sẽ là đội tiêu diệt được con Chu Chu Tre này trước nha. Ok, thì mọi người muốn chia thế nào đây? Hay là bây giờ chia cho vui hơn á, thì cho chị em một đội, Phong với Kai đội với Kai được không? Ủa bạn ơi, bây giờ đó là chúng ta đều hướng tới mục đích chung á, là tiêu diệt nó, mà giờ mình vẫn phải chia đội ra để solo nữa hả? Chiến đấu bị đặt si solo đội đó, dễ sợ thôi chứ. Cũng được, nếu mà đó là điều bạn muốn rồi thì mình chấp nhận thôi. Ok, ok, nhưng mà bây giờ phải chia đội sao nè, là Kairon với lại Simmy hay là Kairon với Phong Cận? Trời ơi, muốn đi theo ai? Kai muốn đi theo ai? Nói đi. Một á là Simmy, hai là bạn thân nhất của Kai, Phong Cận, Kai chọn đi. Thôi phải. Nhiên. Thôi chọn nhiên chị là đi, mình đi. Phải. Chọn chị đi, đi hai mình đi vô đi. Trời ơi, cái này được á, cái này được. Mình ai không cho? Không cho, không cho. Không cho. Trời ơi, trời ơi, vậy mới vô chứ Phong, chứ ông lúc nào cũng chơi tôi với chắc. Cái này độc lạ. Ê, trời ơi, xuất hiện tiếp rồi kìa. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ok, ok, thôi. Thôi được rồi, đồng ý, được rồi. Vậy bây giờ là Sammy với là Kairon là một đội, mình với Simmy sẽ là một đội nha bạn nha. Ôi trời, đáng sợ quá. Rồi, ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình đã có mặt tại ngay cái chỗ có lucky block này nè, vẫn là cái sân bóng này thôi, nhưng mà có 4 cái hộp nha các bạn nha. 4 cái hộp màu đỏ, màu xanh của Simmy và màu xám của Sammy. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Xin giới thiệu với mọi người, ở trong đây mình đang có một cái block có cái block này nhìn nó hơi xấu xíu, nhưng mà cái block này nó có tên là block
Lúc kia mày lóc chu chu tre đó. Mày có cái mũi nó phi luôn á. Thì ghê. Sợ không? Dành sợ không? Nó có nguyên cái khuôn mặt cười nè. Đáng sợ thật. Cái lóc mà lóc cái lóc là cái lóc là cái gì vậy? Lúc kia mà lóc cái lớp kia mà lớp này nó có màu đỏ nhìn giống mình á, hợp với mình á, mệt. Ok. Rồi bây giờ nè, nhiệm vụ của mọi người là phải chia ra hai đội, mình với Simmy sẽ đi chung với nhau và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đặt lớp kia mà lớp nha Sim. Ok rồi, mình đặt cái lớp này ra thử coi. Ui có quần nè. Sao bạn chọi các bạn? Mình nhường cho bạn đó bạn. Mình nhường cho bạn đó, trời ơi, bạn còn chọi cho mình nữa. Rồi ok. Sim dữ vậy. Ai ai con chú chú trẻ xuất hiện kìa. Rồi rồi rồi, xong, hình như cái con này ghét Kairon lắm sao, lần nào nó xuất hiện nó cũng muốn đánh Kairon hết bạn ơi. Thầy cái ơi, chỗ này nè. Trời ơi trời, ủa gì vậy? Ui. Cái gì vậy Sim? Cái gì vậy Sim? Ôi rồi xong rồi, Sim mới chịu hỏi nó một con heo quái vật rồi, cái con tàu chưa đủ hả Sim ơi, trời ơi là trời. Sim ơi thôi bạn để cho đánh nó các bạn. Ôi, đánh mình luôn nè. Trời đất ơi, con này khỏe quá, giờ sao đi Sim ơi, nó đuổi hoài đi Sim ơi. Sim à, bây giờ làm sao đây? À dạ. Mình vừa mới đập một cái lucky block ra mà sau đó nó hiện ra thằng dân làng đánh Sammy chết luôn rồi. Bây giờ nó chuyển qua đánh bạn đúng không? Ê Sim ơi, con heo này giờ mình tính sao giờ Sim, nó đuổi hết tôi hoài nè. Vậy Sim, bạn có chắc là mấy cái khối lớp kia block này nó có thể giúp mình tiêu diệt con chu chu che che em vậy mà sao mình thấy nó cứ sao sao á? Chắc chắn nhưng mà có điều là bọn mình xui quá hiểu không? Nó chặt tôi quá trời đúng không ơi. Sim ơi, Sim bình tĩnh đi bây giờ. Sim cứ chạy đi nha. Phong sẽ đào một cái hố. Phong đào cái hố để cho nó chạy nó rơi vô nha. Ok, Sim sẽ chạy đi. Ok, cái thằng này đang đuổi mình kìa Gai ơi, chạy đi Gai ơi. Quá. Trời ơi, nó bay mình rồi. Ê, chu chu che che xuất hiện trước mặt mình luôn bạn ơi. Ê chạy đi trời. Đuổi Gai ra đi, đừng đuổi tôi. Quýnh cây ron này đừng quýnh tôi, quýnh cây ron đừng quýnh tôi. Dạ 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 dạ. Các bạn ơi, tha cho mình bạn ơi. Đừng. Mình cần có một tim của bạn à. Dạ, trời ơi, ác độc quá. Trốn vô nhà bạn ơi, mình phải trốn vô nhà. Né con quỷ này. Trời ơi, Sim ơi, Sim xịn các bạn. Sim đập từ nãy giờ được nguyên cái giáp kim cương luôn. Trời ơi, Phong ơi, đập cái gì không mà toàn mấy đứa người ta đập tôi không à. Chứ tôi có đập được người ta đâu. Ôi, có ai kiếm gì luôn nè, xịn quá vậy. Ok, hợp lý. Kiếm kiếm cương. Ủa, cây ơi, cái tụi mình cùng đội mà sao cây vô cây. Trời ơi trời. Ê, Sim ơi, Sim ơi, lại đây coi nè, có con chó nó bị lật ngửa rồi nè. Ủa, cái gì lại lật ngửa hả? Nó bị ngược lại nè, gì kì. Oh my god. Bạn cũng chắc là mấy cái khối Lucky Block bạn đưa cho mình là Lucky Block tốt vậy. Sao nó còn giống cái vật nè. Tại bạn xui đó, tại bạn xui nên chú tre xuất hiện nữa kìa. Chú tre đuổi ai kìa. Ồ đuổi Simmy, đuổi Simmy. Chú tre đuổi Simmy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ê mọi người biết không, tôi đang chạy và cái con chó kia nó cứ chạy theo tôi, nó úp mặt xuống đất nhìn buồn cười quá. Sim ơi, Sim hãy sử dụng cái kỹ năng mỹ nhân kế của Sim đi Sim. Nó đang đốt cây nha. Đứng lại. Ủa bắn tim, uống chó hả? Trời ơi, chạy một cục sắt này đó. Ơ sao rung quá. Hey. Thank you. Cái gì vậy con đó, tặng cho Sim một hoa hả? Sao nó mê gái quá vậy? Chị Trang nó tặng mình hoa mọi người. Vậy mình có bạch mã bạn ơi. Cứu nhanh như mình hát gì đó. Mày đang cưỡi ngựa bay vòng vòng trời. Ủa đảo quá vậy? Đảo quá vậy? Ok ê. Bạn ơi, bây giờ để cho an toàn á thì mình sẽ lên trên núi để mình đào nha. Ui, bánh kem. Oh my god. Xong tôi rồi. TNT. Con Lucky Block của tôi với cây đập ra toàn yêu quái không vậy? Chết rồi, chết rồi. Hồi nãy giờ có một cái món duy nhất mà mình cảm giác may mắn đó chính là cái kiếm kim cương đó mọi người. Còn lại là toàn gấu vật không à, không hiểu luôn. Tại cây xui xẻo quá cây. Ủa cái gì sao làng mình bây giờ có con gáp rồi, có con slam khổng lồ vậy? Con gáp yêu quá vật vậy? Hồi nãy mình mới đập ra đó, nó hiện ra con gáp luôn trời ơi. Ôi trời ơi, khổng lồ kìa. Đây, Poison Lucky nè, tôi đập Poison Lucky ra có gì. Ồ, trường học Hero Team, tôi sẽ vô trong trường học Hero Team, tôi đập Lucky Block cho an toàn. Vô trường học á, cho mình vô với, cho mình vô trường học chơi với. Gì vậy, tôi không nghe mà nói gì luôn á Sam. Tôi đập cái Lucky Block nó ra cho chú che, trời ơi con đi che trong cái hộp này hả? Quá trời heo, tôi còn chưa có bộ giáp nè, tôi không biết làm cách nào tôi đánh lại nó đây. Gì đây, Lucky Block chấm hỏi hả, đâu tôi đập ra thử coi. Trời ơi, chú che đuổi được tôi. Trời ơi, sao chú che để tìm tôi hoài vậy? Trời ơi, đừng mà, trời làm ơn đi. Làm ơn tha tôi lần này với bà, đừng đuổi tôi nữa. Trời ơi, ơi nhìn tôi nè, tôi chạy nè, ui, thấy ngựa chưa Sam ơi, chở Phong theo với sao? Trời ơi, cái nạp tôi nè. Không,
mình bị màu quên mình tết. Tôi bị màu quên mọi người ơi. Trời ơi, mình thấy mọi thứ xung quanh đều là màu đen. Rồi xong rồi, cây đo này trở thành cây màu đen rồi. Có đồ ăn mấy bạn ơi, có đồ ăn rồi. No. Yeah. Trời ơi, là trời nó mạnh quá. Ai con skeleton lấy giáp của mình nữa hả? Miếng chu chu trên cây ơi. Trời ơi, sao nó cảm giác không ơi, bất ổn quá. Cái tre tự nhiên nó quăng ra cho mình một đống chai kinh nghiệm luôn nè bạn. Ủa trời ơi, cây ơi, người ta là chu chu che cho chu che là cái gì cây? Đọc nhà thấy đâu đọc chu chu che che. Ủa có cái giếng vậy, cái giếng này cây dùng cho ta. Ơi chưa ai dùng thì tôi quăng thử vô cái được cái gì nè. Oh yeah, giáp sắt. Wow. Được khoai tây. Trời ơi, xịn quá. Trời ơi, từ nãy giờ mọi người nghĩ, ơi, tôi đặt được một cái hộp. Tôi đặt được một cái bao sình. Cái bao sình này 100% may mắn. Wow, từ tôi cũng vậy đó. Tôi chọi ra được chu chu che che lắm. Ủa, táo vàng, táo vàng. Ngon quá vậy, trời ơi, được táo vàng luôn, đỉnh cha. Ê, bà Sam đây cho khác nha, không được quyền lụm của tôi nha. Trời ơi, làm như tôi ai như ai vậy đó trời. Ôi, Sam ơi, Sam. Em lụm được cái súng lửa. Có được cái súng lửa. Trời ơi, 10 điểm cây ơi, tí nó phun cho chu chu che che chết luôn. Wow, tôi lụm được một bộ giáp xịn quá nè mọi người. Wow. Cái gì vậy? Bộ giáp này của tôi hơi bị xịn luôn. Nó có nhiều bảo vệ lắm nè. Wow. Cái này cái gì đây? Ủa, một block gì ta? Một block may mắn. Cái coi được cái gì đây? Kim cương. Trời ơi. Tôi xui quậy quá trời. Trời ơi, kim cương thì cũng vô nghĩa rồi Phong ơi. Trong đây kim cương cũng vô nghĩa thôi. Ok bạn. Oh yeah, tao vàng. Leo, bắt ta đi. Liêu, nó đuổi ra Sam kìa. Liêu. Có xe nhanh cho ta không? Ôi, đừng có nó đuổi tôi kìa. Ôi, trời ơi. Sao mà? Ai? Sao nó quay qua đuổi tôi vậy? Ai? Sao quay qua đuổi tôi vậy? Ai mà không cười nó đi? Quay, ta không sợ ngươi đâu, đánh ngươi luôn nè. Ta không sợ ngươi đâu. Không sợ ngươi đâu. Em gãy ngươi đó kìa. Phong ơi, em gãy ngươi kìa. Nó cười bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Bà không thấy là tôi đang đánh nhau với nó đó. Đó là mạnh hả? Tôi nãy giờ còn chưa chết nè. Cái con này yếu xìu à. Mày. Ui, nó khỏe thôi, chạy chạy. Các bạn thấy được hình ảnh của cái gì đấy. Cái gì đang múa các bạn ơi. Bạn ơi, bạn chú chú tre ơi, chúng ta không thuộc về nhau. Ui, chúng ta không thuộc về nhau. Chết mặt chị đó mà. Hai đứa ngồi đây. Để chị đi. Giữa làng nè. Chú tre ơi, đuổi một tí rồi biến mất. Chứ đừng có đuổi tôi nhiều quá. Sao mà đuổi nhiều gì xuống chơi được. Cười. Chị đang đi đại sự đi cưng ơi. Đây, vô đi. Đừng cấm mà mất ngựa nha. Trời ơi, ngựa quý của chị đó. Đó. Wow, trời ơi. Không ơi, trời ơi, sao đưa cho mình con chiến mã. Mình đang bay vòng vòng giữa thềm. Vui vẻ. Ủa, bay được luôn hả? Con ngựa nó bay được luôn hả? Ngựa bay trời ơi. Chị đi công chuyện nha cưng, trời ơi trời. Cảm ơn nha, yên tâm. Mình sẽ giữ con chiến mã này cho Sammy. Hey, được rồi, bây giờ tôi sẽ cố gắng đập. Ủa, cái gì đây? Được gì đây? Ủa, cái gì đây? Sao làm không được? Wow, một cái chai. Mình uống các bạn ơi. Mình uống thử coi được cái gì đây. Wow. Uống bình thường này vô mình được rất là nhiều sức mạnh luôn bạn ơi. Hợp lý, chạy nhanh nữa nè. Trời ơi, chú chu chai chai ơi, xuất hiện lại đây coi ai chạy nhanh hơn nè. Ngon rồi đây. Ê, nghe đi, nó đang dí mình nè. Bạn ơi, bạn dí mình hả? Mình có cung. Ê, nó chuyển qua dí mình nè bạn, nhưng mà còn lâu dí được mình. Trời ơi, đuổi theo đi. Bên này nè. Mình chạy nhanh các bạn ơi, chu chu che còn lâu mới đuổi được mình. Trời ơi. Oh no. Trời các bạn ơi, bây giờ trời ơi, mình đập cái lucky lock ra sao bây giờ mình kẹt ở trong cái nhà luôn rồi. Oh no. Vậy. Sammy, quay vô Sammy. Sam để lại cho mình con chiến mã rồi sau đó Sam đi đâu luôn rồi? Sam đi về nơi cực lạc nào rồi? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cay ơi, chiến mã đi đâu rồi? Chị về đón chiến mã đi đây. Mất rồi. Cái gì nó mới nổ vậy? Nó nổ chết con ngựa của Sam luôn. Trời ơi. Mình mới đập lucky block các bạn, cái nó đổ cái nó chết luôn. Trời ơi, rồi đến khi nào chúng ta mới tiêu diệt được con chu chu tre đây? Trời ơi trời, từ nãy giờ tôi bị thê thảm quá, không có được món đồ gì xịn luôn á. Cảm giác mình bị rớt mấy trăm lần rồi mọi người không biết cảm giác là lực sống sót. Vui quá. Rồi xong. Chết cái thần tiếp nữa các bạn. Ôi lắc quá, tôi lụm bình thuốc mãi không được nữa mọi người. Ôi trời ơi, là trời, sao tôi lụm được bình thuốc đây? Trời ơi, mình mới spam ra được nguyên một đống thỏ luôn nhưng mà nó giết mình luôn rồi. Children Bunny á. Nghe vui chưa? Bye, sorry. Nó là thỏ này. Nó là mấy con thỏ. Mình nghe lời chứ. Mấy con thỏ này là mấy con thỏ mà chuyên ăn thịt người à, chạy đi. Không ơi, tôi có đồ rồi, không ơi. Chết rồi, bây giờ tôi hết lúc cái block rồi, còn đâu tôi đập đây? À bên đây có. Còn còn 2 stack chưa đập nè. Tôi á, từ nãy tôi đập không được nhưng mà tôi chết hoài à. Ê! Cái gì đó vậy? Nãy tôi đem gì nó mới nổ vậy? Sao mà sao mà đánh trời ơi, chết nữa,
trời ơi. Ê, mọi người nãy giờ mình thấy giống như là cái này giống như là một trò đùa vậy á, mình vừa kiếm được một tí đồ xinh xịn rồi nha, đó tí kiếm được tí giáp rồi là sẽ có một cái lucky lock gì đó nó nổ chú tung. Ơi trời ơi, chú ơi, chú thấy cái người tôi còn cái gì biết đồ gì không, chú ơi tha tôi đi chú ơi. Không sao, game tôi xịn rồi. Chú ơi tha nãy, tôi đi chú. Bạn có chắc chắn về cái game này không? Nãy giờ hồi nãy giờ mình thấy là con chu che che gì đó, nó giết mình không được bao nhiêu mà lucky lock nó giết mình không à? Đúng rồi. Mình không biết nữa. Mình không biết à. Mình không biết là chúng ta đang đi tiêu diệt, đi tiêu diệt. Đây lại tiêu diệt bản thân mình nữa. Trời ơi, tiếp đi nữa. Vừa nói xong cái mình gặp Tim Ti luôn vậy. Vậy chú cảm giác con chu che che nó còn tốt hơn cái Lucky Block mình đang xài luôn á mọi con, người. Mọi người ơi, có con zombie nó cầm súng đang chĩa thẳng vô mặt tôi mà. Giờ tôi đang zombie giờ chơi hiện đại luôn ơi, cầm súng chơi zombie giờ chuyển qua chơi cầm súng luôn trời ơi trời. Zombie 4.0, 4.0 nó phải vậy mọi người. Zombie 4.0. Ui, xin bị hết trơn mai vậy. Trời ơi trời. Ui, kim cương. Mũ kim cương enchant được. Đó, tôi đặt một cái lúc kia mà lóc và nó cho tôi một cái lúc kia mà lóc. Ê Phong ơi, Phong ơi, trong này có chó. Có chó ke đầu hay sao nên nó ke đầu vậy? Đúng rồi, nó ke đầu. Nhảy xuống. Nó ke đầu xong nó cắn tôi luôn. Rồi xong Simi lượm đổ. Trời ơi, lại là con zombie. Lại là con zombie mặc áo giáp kim cương nữa. Sao mà tôi không có giáp kim cương mà zombie có giáp kim cương không vậy trời? Em ơi, em lượm đồ chị đúng không? Sao em cười như vậy? Đâu có lượm được gì đâu. Trời, em còn bị zombie cắn luôn mà. Cam ơi, Cam ơi, em kiếm lại được con chiến mã của Sam rồi nè. Tôi kiếm được con chiến mã rồi. Yes. Chiến mã em kiếm được. Wow, mọi người ơi, mọi người nhìn mình, em mình đang cưỡi ngựa bay lên trời luôn. Ây da, cái gì vậy? Mà tôi bị sét đánh chết kìa. Trời ơi, cái này là do nghiệp phải Phong ơi. Trời ơi, tôi mới vừa kiếm được có một cái món xịn một xíu thôi là con ngựa ơi mà nó cũng cho tôi dữ. Con ngựa trong này là mình nói thật với bạn là gì ta? Là hiếm mà là hiếm luôn á. Chu che không biết nó còn giúp mình luôn á. Con bây giờ mấy cái lắc lắc nó giết tôi liên tục luôn mọi người. Ê xin mời Sim tính ra lại cái thấy là cái bạn mà gì chu che che gì á là còn tặng hoa cho Sim á. Tính ra còn mẹ cũng không xấu lắm. Mày cũng không xấu lắm gì. Ây da, bạn đánh ơi mình. Bạn nó không xấu với Sim ơi, cho mẹ nó xấu với bọn mình đó. Cái ơi, ủa, cái con ngựa ở đây vậy? Ê, ngựa ơi, bỏ đây vậy. Ê, cái này ngựa phong tận ra. Ui, tôi lượm được ngựa nè. Trời ơi. Ui, con ngựa đơn giản rồi. Cố lên ngựa ơi, cố lên em. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngựa ơi. Đưa ngựa bệnh viện chi vậy? Mọi người không biết. Hồi nãy tôi có đụng tôi đập ra một đống đồ kim cương xong tôi xét đùn phát của cái thứ đó biến mất luôn. Ủa sao tôi vậy? Trời ơi, sao tôi vậy? Trời ơi, cây đòn báo quá cây ơi. Chú tụi cha làm gì nè? Làm gì đâu trời ơi. Nó vứt bức đồ em à. Người tạo ra Minecraft. Tôi sẽ lấy cái đầu cổng đội vô. Tôi sẽ biết thành người đã tạo ra Minecraft. Trời ơi, tôi cảm giác đáng sợ mọi người ơi. Tôi đang vứt đồ với bạn ơi. Đó, ủa này tiếp tục cuộc hành trình này không? Hay là tôi nên về nhà ngủ với chu che mọi người để đọc chiều cô ở dưới đó. Cổ tích là bạch chứ bạch chứ lùng cho nó ăn lạnh rồi tôi cảm giác nghe. Ờ, nói thật luôn á Phong ơi. Sao tôi thấy gian nan của Phong ơi. Hồi trừ không con chu che nó không giết mình mà có lắc nó giết mình biết à Phong ơi, tôi mệt quá. Bây giờ như thế này đi. Từ từ để tôi chỉnh xe sáng lại đã. Ok. Trời ơi, rồi sao? Nhìn vô tôi nói chuyện với con kia đi rồi mình đánh. Thôi được rồi. Thôi được rồi mọi người, bây giờ nè. Bây giờ mọi người tập trung lại ngay cái bãi đất trống ở phía giữa làng đi. Mình có kế hoạch thế này. Mọi người tập trung lại đây đi. Bây giờ tôi nói mọi người tập trung lại đây đi. Trời ơi, Sim Sam đâu rồi? Này. Ủa sao tóc ông còn vậy? Đó rồi. Tôi biết. Tôi biết hành nót rồi. Ê, có con gì đánh cay kìa. Mày bay hả mày? Mày bay. Rồi mọi người. Tôi nói mọi người nghe nè. Bây giờ như thế này đi. Chúng ta. Nữa hả? Mày nè, rồi ok rồi, chém rồi. Đi ra ngoài chỗ xa mà đây nè, chó đỡ lắc luôn. Đúng trong rồi, đó quá giật nhiều quá. Rồi. Qua đây bây giờ thế này đi, tôi nói mọi người nghe nè, cái con chu chu tre đó từ nãy giờ á nó đuổi mọi người hơi bị nhiều rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ luôn. Chúng ta mà cứ gọi là không kết hợp lại nhau á thì chúng ta thế nào cũng sẽ bị con chu chu tre tiêu diệt thôi. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng á chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại, đi lượm thật là nhiều những cái món vũ khí có thể tiêu diệt được nó, gom lại thành một và bọn mình cùng nhau tiêu diệt nó, hiểu không? Ôi, ủa tôi có rồi nè, có mà hồi trừ tôi đập toàn lắp giết tôi không à, chu chu che giết tôi đâu. Bây giờ này nè, bọn mình sẽ đào một cái hố, bọn mình lắp đầy tiên tí bên dưới cho con chu chu che nó rơi xuống và nó nổ chết, hiểu không? Làm sao vụ nó được,
Được chứ sao không, bây giờ chỉ cần nó xuất hiện ở chỗ ai á, nó sẽ đuổi người đó. Người đó chỉ cần cố gắng hy sinh, nhảy xuống cái hố thì nó sẽ nhảy theo, hiểu không? Ủa gì? Đây người hy sinh. Có cái vụ mà người đó hy sinh luôn hả? Sao đúng cái này nó... nó hơi vô đạo đức à, cái gì bài tại vì bây giờ á con chu chu tre nó xuất hiện chỗ người nào thì sẽ đuổi theo người đó thôi, coi như số phận đi. Rồi. Được rồi, ok rồi, bây giờ á nhiệm vụ mọi người á, nhiệm vụ của mọi người bây giờ á là đi gom giùm tôi mấy quả TNT đi, tôi có 8 quả nè, đi gom đi nhanh lên. Tôi gom nè, mộng tin trong lúc tôi gom là tôi chết mấy lần tại đập lúc cái block không. Yên tâm đi. Yên tâm đi, con chu chu tre nó mà xuất hiện chỗ người nào thì người đó cứ chạy đi nha, cố gắng giữ tim tay cho người nha. Chưa kịp bom trên tre nổ em cái đầu ngoài, trời ơi trời. Thì đó, ôm bom cảm tử đó, hiểu không? Tôi nghe tiếng nổ. Tôi mới nghe tiếng nổ bùng cái, tôi nghe tiếng á cái xong bị mất luôn. Tôi nói có sai không mà. Tôi nói trước khi tôi lấy bom mà tôi nổ trước mà tôi ôm bom cảm tử tôi chết trước, bạn thấy không? Trời ơi khổ quá. Yeah, tôi được một tâm, tôi được một đống gì đây, lúc kia mà lắm. Trời ơi. Ai, trời ơi, vừa mới nói xong lại dí mình, trời ơi, bạn ơi, chưa, mình rồi. Người mình là được mới... chọn nha, cây, người được chọn nha, tí nha, cây, ơi, ôm bóng bà tự nha. Mình mới được có một tí đồ ngon thôi mà bây giờ. Có 8 cục TNT hả? Rồi, ok, Sim, đưa. Đưa cho Phong, giữ cho Phong sau lưng Sim nè. Đi vậy thì bọn đừng có nổ nha, thì bọn em giữ tao. Đây. Tôi nổ chứ bộ, đáng sợ quá à. Nó lắc nó nổi mà tôi không đụng. Mày chạy cứu tôi, mày cứu tôi không? Đâu? Không đây, cứu Sam đâu Sam. Mày coi tên tôi khôn, tôi khôn cho trời ơi, bị mù nhưng mà khôn quá bạn ơi. Ê, tên tay nữa. Nổ cho mấy con zombie đi. Đúng rồi, hai con. Mọi người. Ôi Phong ơi. Vậy? Tôi nghe nổ xanh đâu kia gì. Trời ơi, mình lụm được một cái chỗ mà mình đập Lucky Block ra, nó ra cái gương trong này có một stack TNT luôn nè. Ôi, được. Đưa cho mình nhanh lên, đưa cho mình. Quái đạn đẹp, bạn đi đâu vậy? Cái gì vậy? Simmy đang bị mấy con kia tiêu diệt kìa. Trời, mình đang nhìn một cảnh tượng gì đấy bạn ơi. Ô ma chuối rồi, nó quay qua tiêu diệt nó lượt mình rồi. Chạy. Ô ma chuối là gì vậy? Cãi rồi, đây, mình xuống lưng mày nè, cãi em, xuống lưng mày nè. Xuống lưng mày nè. Đây, Queen stack TNT luôn nữa, không tin được luôn. Ok, hợp lý, đấy rồi. Được rồi. Bây giờ nha bạn nha, mình đã có TNT đi rồi. Mình sẽ xây một cái hố TNT thật là to nha bạn. Let's go. 5 minutes later. Ok mấy bạn ơi, và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong một cái hố đầy TNT ở bên dưới nè bạn. Bây giờ á bọn mình sẽ cùng nhau chia ra mỗi người một hướng để coi con chu chu tre sẽ xuất hiện ở bên chỗ người nào và sau đó nó sẽ đuổi theo người nào nha bạn nha. Để coi ai sẽ là người xui xẻo bị nó đuổi theo đây. Hay được rồi. Bây giờ người nào mà bị con nó đuổi theo, mọi người phải chạy sau đó nhảy xuống cái hố này nha mọi người. Nghe chưa? Trời ơi, yên tâm. Chắc là con chu chu tre nó không tới mình đâu. Trời ơi, xui gì vậy? Cái đòn gãy đi. Ok. Vậy là bây giờ á, để coi chu chu tre sẽ xuất hiện ở chỗ Kairon hay là Sammy hay là Simmy hay là mình nha bạn nha. Ok, mỗi người một hướng nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chia ra làm hai hướng để coi ai sẽ là người xui xẻo bị con chu chu tre gọi là đuổi theo nha bạn nha. À. Oh yeah. Ê Kairon ơi, bạn đang chạy trước mình hả? Cay xui xẻo lắm á. Ôi trời ơi. Cái ơi, sau lưng bạn kia, cái ơi, sau lưng bạn kia. Ê, trời ơi, đuổi bạn tiệt á. Trời ơi, sao mình tui vậy? Trời ơi, tình á. Trời ơi, thiệt luôn á. Qua đây cái, nhanh lên. Bên đây. Đừng đáp tôi. Ủa, chạy đi. Chạy thẳng về phía này, nhanh lên. Trời ơi, cái ơi. Cái ơi, ông quýnh tôi à. Mình nhảy xuống đây thiệt lắm không? Nhảy xuống đi bạn. Rồi, đúng rồi, xuống đó, ok, rồi xong cái chết queo rồi, chu tre bị kẹt ở dưới đây bạn ơi. Rồi, leo nó đi. Chốt TNT nè, chạy đi mọi người, chạy đi. Oh my god, nó nổ kìa bạn. Trời ơi, sắp anh luôn kìa. Rồi, xong luôn, nó nổ, Sammy biến mất luôn. Ui, chu tre chết queo rồi. Yeah. Ủa vậy sao? Cứu tôi, trời ơi, chu chu tre banh xác là tôi hồi sinh đây luôn nè, hay chưa? Trời ơi, may quá bạn ơi, con chu tre nó bị TNT nổ chết queo rồi, vậy là coi như bọn mình đã tiêu diệt được nó rồi. Hay trời. Sợ thiệt sự luôn á. Đó mấy bạn thấy không? Tự nhiên ngay từ đầu mình với lại Sim với lại Kai với lại Sam là chia team mà làm cái gì đó. Con chu tre nó mềm hào rồi hả? Cay! Trời ơi! Cay biến hình ác quỷ rồi! Đồ quần áo rách rưới luôn, trời ơi! Thôi, đây chính là hậu quả nè! Thôi!
Mình chuyển kiếp đây. Tạm biệt cây. Cây. Cây bay lên trời rồi kìa. Trời ơi, cây bay lên trời rồi, cây biến mất tiêu luôn. Rồi cây biến mất rồi Sim ơi, xin lỗi Sim. Rồi xong, kiếp này là em cô đơn, có chỉ có chị với Phong làm đám cưới thôi đó. Đúng rồi, đó mấy bạn ơi, mấy bạn thấy chưa, mình đã nói rồi mà. Ngày xưa thầy cô á, ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta đã dạy chúng ta rồi. Người ta thường nói là một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hoặc là một đôi đũa thì rất là dễ bẻ gãy, nhưng mà một bó đũa thì sẽ không thể nào bẻ gãy được. Chính vì vậy cho nên các bạn thấy á, nếu như ngay từ đầu mà bốn bọn mình gọi là kết hợp lại với nhau thì bọn mình đã có thể tiêu diệt con Chu Du Che này sớm hơn rồi. Tự nhiên bọn mình chia đội vậy. Làm cái gì thấy không? Đó, xui xẻo. Ủa mà từ từ Phong ơi, ủa sao tụi mình chia ra có mỗi cây là xịt khói vậy? Xui vậy. Ừ ha, tính ra là à đúng rồi, người ta thường nói là một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nó hòn núi cao, chỉ cần ba cây thôi đó. Cây đó dư rồi. Cây đó dư quá mày bẻ. Đúng rồi, hợp lý. Đúng rồi, cây đó là vô nữa là bốn người rồi, là đâu phải ba người đâu, là cây đó bị loại đúng rồi. Vậy là coi như bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được Chu Chu Che nha các bạn nha. Thì bạn thấy video này có hay hay không thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết, và đừng quên nhớ nút like cái video này nha mọi người. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Cây đó chị kiếm thành em bé thôi. No. Ủa mấy anh chị, ủa sao em ở đây ạ? Ủa em này nè. Em hả? Em hả? Em cút cái thằng làng khác đi, em ở đây. Cút. Xin làm gì? Ủa là gì vậy? Ủa là gì vậy? Ok. Chúng ta phải chấp nhận sự thật phải không? Thôi tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Yêu mọi người, mãi yêu. Mãi yêu. Hello team.